một trong những sự kiện được trông chờ nhất trong năm của cộng đồng crypto builder và startup đó chính là hackathon của Solana thì đã chính thức bắt đầu. Đây là một cuộc thi được đầu tư mạnh mẽ với mục tiêu là tìm ra các dự án tiềm năng để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái trong giai đoạn bùng nổ của thị trường gần đây. Chỉ trong vòng pre-seed thì đã có 25.000 đô được đầu tư vào giải thưởng cùng với nhiều ưu đãi cực kỳ đặc biệt cho các dự án triển vọng, tạo nên một cuộc đua cực kỳ căng thẳng và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Trong thời gian gần đây, anh em cũng có thể thấy là Solana là một trong những hệ sinh thái phát triển mạnh và thu hút được dòng tiền cực kỳ lớn vào thị trường. Vì vậy cho nên đây sẽ là một trong những cuộc thi cực kỳ đáng chú ý. Trong video ngày hôm nay thì anh em hãy cùng Aydin tìm hiểu về cuộc thi Solana Regional Hackathon. Anh em hãy lưu ý video này sẽ hơi học thuật hơn bình thường một chút và được thực hiện với mục đích là cung cấp thông tin chứ không phải lời khuyên đầu tư nhé. Ok, hãy cùng bắt đầu thôi. Ok, đầu tiên thì hãy tìm hiểu xem Solana Regional Hackathon là gì. Solana Regional Hackathon là cuộc thi được tổ chức bởi Solana với mục đích là nhằm tìm ra những dự án tiếp theo mang hệ sinh thái trở lại hoàng kim. Dành cho những anh em nào chưa biết thì Hackathon là tên gọi chung của các mô hình thi đấu dành cho các lập trình viên và các vị trí liên quan trong lĩnh vực phát triển phần mềm như là Analyst, này, Tester, Designer, Product Manager cũng như là phối hợp với nhau để hoàn thành một ý tưởng công nghệ và phần mềm trong một thời gian quy định, thường là khoảng từ 24 cho 48 tiếng hoặc có thể lâu hơn. Hiện tại thì Hackathon mới nhất của Solana đã bắt đầu tiếp nhận những sản phẩm đầu tiên tham gia vào cuộc thi. Solana Regional Hackathon thì sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 3 cho đến ngày 8 tháng 4 năm 2024. Bên cạnh những chặng thi chính thức cùng phần thưởng thì Solana Regional Hackathon sẽ đem đến cho những anh em tham gia một đặc quyền riêng đặc biệt. Cụ thể thì người thắng cuộc sẽ có cơ hội được phỏng vấn để tham gia vào chương trình Accelerator của Collectium. Khi mà tham gia vào chương trình này thì dự án sẽ nhận được những đặc quyền như sau. Thứ nhất là khoản invest lên đến hơn 250.000 đô la Mỹ sẽ được đầu tư vào vòng pre-seed. Thứ hai là networking để tạo dựng những mối quan hệ với những chuyên gia đầu ngành. Thứ ba là mentorship thì khi những dự án tham gia sẽ được kết nối trực tiếp với hệ sinh thái kèm hướng dẫn 1:1. Về các trạng thi của Solana Resonance Hackathon sẽ như sau. Hackathon này thì sẽ được tổ chức trong vòng 1 tháng với 6 trạng thi diễn ra cùng một lúc ứng với từng mục cụ thể. Irene sẽ để lên trên màn hình như sau. Các mục ở đây thì sẽ bao gồm thứ nhất là đề pin này, thứ hai là DeFi và Payments, thứ ba là DAOs và Communities, thứ tư là Consumer Apps, thứ năm là Gaming và thứ sáu là Infrastructure. Mỗi trạng thi này thì sẽ có 5 giải thưởng tương ứng với thứ hạng từ 1 đến 5 và giá trị giải thưởng thì sẽ giảm dần. Giải nhất là 30.000 đô, giải nhì 20.000, giải ba 15.000, giải tư 10.000 và giải năm là 5.000 đô. Khi mà đến với Solana Resonance Hackathon thì người tham gia và dự án sẽ có đặc quyền là được học hỏi, giao lưu cũng như là hướng dẫn từ các chuyên gia hàng đầu ở trong lĩnh vực blockchain. Từ đó thì chương trình này hướng tới việc là tạo ra một cái sân chơi đóng vai trò như là cầu nối để giúp những dự án có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm khi mà kinh doanh ở trong lĩnh vực Web3 một cách đa dạng từ những người đi trước. Bên cạnh những cái giải thưởng của cuộc thi thì Solana Regional Hackathon còn có những cái giải thưởng khác cũng như là những đặc quyền tương ứng dành cho những đội thi có cái sản phẩm ấn tượng nhất. Ví dụ như là giải Grand Champion thì sẽ được 50.000 đô kèm với đặc quyền là sẽ được trình bày dự án và sản phẩm của mình với cộng đồng của Solana tại Solana Breakpoint năm 2024 sắp tới. Hay là Public Goods Award thì sẽ được 10.000 đô này, Climate Award thì sẽ được 5.000 đô, hay là University Award thì sẽ được 10.000 USDC chẳng hạn. Cũng trong khuôn khổ của Solana Regional Hackathon thì Super Team Việt Nam sẽ mở một cuộc thi hackathon dành riêng cho cộng đồng founders và builder ở Việt Nam. Chủ đề sẽ là The Fight to Regional với cơ cấu giải thưởng riêng biệt gồm cả giải chính và giải phụ. Cơ cấu giải thưởng thì Irene sẽ để trên màn hình cho anh em theo dõi nhé. Bên cạnh 5 giải chính kể trên thì những dự án tham gia vào hackathon sẽ nhận thêm được giải thưởng cộng dồn với giải global tương ứng nếu như thắng ở các trạng thi. Một điểm cộng nữa là các đội thắng giải nhất nhì ba thì sẽ được cộng tới 5.000 đô la Mỹ credits AWS để sử dụng các sản phẩm của Amazon Web Service. Thời gian nhận đăng ký và nộp bài thì Irene sẽ để lên trên màn hình cho anh em. Với những đội thi nộp sớm từ ngày 3 tháng 4 năm 2024 thì có thể nhận được một sự ưu tiên là được chấm sớm từ các giám khảo và được mentor từ Super Team Việt Nam. Về các yêu cầu cụ thể khi nộp bài cũng như là các yếu tố khác thì Irene sẽ để trên màn hình. Anh em có thể dừng màn hình lại để đọc kỹ hơn. Ok, vậy là vừa rồi Irene đã chia sẻ cho anh em thông tin về Solana Regional Hackathon kèm thông tin về giải thưởng này, trạng thi cũng như là những đặc quyền dành riêng cho những người thắng cuộc. Irene thấy là đây không chỉ là một sân chơi dành cho những dự án mới của Solana để chứng tỏ bản thân mà còn là cầu nối để góp phần tăng những cái tri thức, kinh nghiệm cho cộng đồng Solana.
Hơn nữa thì khi anh em tham gia thì còn có cơ hội giành thêm những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn từ team của dự án và có được những network cực kỳ chất lượng sau này nữa khi mà anh em tham gia kinh doanh ở trong thị trường Web3. Nếu như anh em muốn đăng ký cuộc thi này thì anh sẽ để chi tiết cuộc thi Solana Regional Hackathon cũng như là đường link đăng ký ở phía bên dưới phần mô tả cũng như là bình luận. Hy vọng là video vừa rồi đã bổ ích cho anh em và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe qua 68TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!